đâm ra cái gì đấy nè, a chấm, ồ nó sổ ra một nồi cho mình sử dụng luôn, rất là mạnh. Rồi bây giờ mình sẽ nghiên cứu những cái hàm của nó nha, nghiên cứu những cái hàm của nó. Rồi hàm đầu tiên là hàm add, đúng không? Add là thêm một phần tử vào trong array list, và khi nó thêm nó đuôi, nó thêm vào sau đuôi á, nó thêm vào sau đuôi, sau đuôi, sau đuôi, sau đuôi vô. À rồi, nhưng mà mình cũng có thể là sao, thêm một thêm chính giữa. Rồi thêm chính giữa là vậy nè. À bây giờ nè, nếu mà nhìn theo cái logic này thì cái này thứ mấy, cái này là index thứ không, cái này là thứ một, cái này là thứ hai, cái này là thứ ba, và cái này là thứ tư, đúng không quý vị? À nhưng mà nếu mình thêm vậy nha, mình nhìn coi kỹ nè, a chấm add mở ngoặc đưa index vô, tôi đưa index thứ hai. Rồi cái mình đưa cái chữ, ví dụ như chữ tèo tí tin tửng rồi còn gì nữa giờ, rồi hùng đi, rồi ok không? Nè nghe kỹ chỗ này, hùng được vô chỗ thứ hai, hùng được vô chỗ thứ hai, vậy thì chuyện gì xảy ra biết không? Vậy thì thứ hai sẽ là hùng. Rồi thứ ba sẽ là gì quý vị? Đúng rồi, nó đôn ra đó, nó xỉa vào chính giữa đó, đá mấy thằng kia văng ra ngoài sao hình như không, ép cái chính giữa đó, ok không? Đó vậy hồn hai thứ hồn ba sẽ là tí, bốn sẽ là tin, và năm sẽ là tẩn nha. Rồi ok hiểu cái này không? Lúc mà nó thêm á, nó thêm chính giữa, nó đá mấy kia dạt ra mà sao, còn nếu mình ép bình thường thì nó thêm mà sao, còn ép mà đưa index là nó chơi chính giữa. Array là chịu chết nha, array á, cái này là array chịu chết luôn, cắn lưỡi luôn. Array giết được không? Giết được bằng cách là sao, giết vào là for, dồn từ từ ra sao, lòi cái chỗ đó, nhét cái đồ cái chỗ đó. Array rất là dở, cái này rất là mạnh, chịu chưa? Cái này ra đời để thay thế array, array list ra đời để thay thế array, thì có cái này rồi, từ giờ về sau quý vị xài thằng này, à không xài array nữa. Những cái gì mà đơn giản quá mình cầm trước khoảng chừng 3-4 cái cố định nữa thì mình xài array thôi, còn nếu mà cái mà hơi phức tạp xíu array list điện. Rồi remove, xóa một phần tử ở trong đó, xóa một phần tử. À rồi a chấm remove, rồi đưa index vô, ví dụ như là hai. Vậy bây giờ nó đang là sao? Đang hai là tồn 3 tí, 4 tin, 5 tẩn. Mình remove 2, vậy nó lại quay về cái đóng hải á. Vậy thằng 2 bây giờ sẽ là, nó remove hàng nó dồn luôn, thì thằng 2 sẽ là tí. Đúng rồi. À mấy ông mày sao tập trung đâu, nó nằm ngủ ra, kêu kêu nó vậy. Nghe nằm ngủ rồi, kêu vậy. Vậy, ráng lên, ráng lên, ráng lên. Có những cái mình ngủ được, có những cái mình không nên ngủ. Rồi remove này mình cũng có thể remove được đối tượng ra, nhưng mà mình cũng không khuyến khích xài này, không khuyến khích xài remove này. A chấm remove mình có thể truyền vô, giờ mình remove vô tẩn như nè đó. À thì nó remove cái thằng nào mà tên tẩn, hiểu chưa? Nhưng mà mình không khuyến khích, mình khuyến khích quý vị xài remove mà xóa ra index nó tốt hơn. À không khuyến khích thôi, vẫn được nha mà không khuyến khích. Rồi chịu chưa? Tiếp theo mình có hàm clear, hàm clear a chấm clear. Clear là gì? Clear là xóa sạch. À xóa sạch, xóa sạch cái array list đó, họ viết trên đây đi. Rồi xóa sạch array list. À clear giải mà đúng không? Rồi mình có gì nữa? Set, set tức là sửa đó quý vị, set tức là sửa, là cập nhật lại. Bây giờ giả sử bây giờ thằng thứ hai đang là tí đúng không? Theo bài toán này thằng thứ hai đang tí, bây giờ mình ghi nè, a chấm set, set cái thằng thứ hai mà nó đang tí, mình sửa nó thành cu tí, được chưa? Sửa đó gọi là cập nhật đó, cập nhật chỉ ngay cho nó cập nhật lại.
hồi nãy là thêm cái chánh giữa hoặc là xóa cái chánh giữa ra, nó dồn lại. Còn bây giờ chỉ ngay thằng sửa nó, chỉ thằng nào sửa đó, chịu chưa? Rồi rồi tiếp theo mình có thằng get. Get là dễ rồi, get a chấm get, get thứ không, ví dụ vậy. À rồi, lấy một phần tử à tại net, lấy ra một phần tử, lấy là nó không có mất nha quý vị. Hồi nãy remove là mình lấy ra mình dục luôn, còn này là mình lấy ra mình sử dụng, giống như mình dân bản là lấy dữ liệu ra đó, lấy dữ liệu ra xài, nó vẫn y cũ như vậy, không có thay đổi gì hết trơn nha, lấy ra xài thôi chứ nó không quay là nó xóa, hiểu chưa? Lấy một phần tử ra khỏi array list. Rồi, hiểu không? Rồi sai a chấm sai. Rồi à trả về kích thước hiện tại, trả về hiện tại cho nó bao nhiêu phần tử đó nha. 1 2 3 4 5 đã có remove re em thằng, remove thằng sửa lại. À rồi ok, sai nó dẫn ra là 1 2 3 4 5, nó ra 5 ba năm trả về kích thước của nó, kích thước hiện tại. Mà kích thước hiện tại nó có thể thay đổi nha, mình add hoặc là mình remove gì đó là mọi kích thước nó tăng giảm tùm lum á, chứ nó không có cố định như thằng array nha. Thằng array nó cố định, còn này là sao, kích thước nó tăng giảm tùy theo mình đang ấy cái gì. Rồi chịu chưa? Rồi chịu. Tiếp theo là cái hàm content. Content là gì? Content là kiểm tra cái đó nó có tồn tại hay không, nó có nằm ở trong đó không. Ví dụ a chấm content, rồi đưa thằng gì giờ, đưa thằng tí vô. À rồi chỗ này nó trả về boolean. Hoặc là con à, tìm, hiểu nôm na là tìm nữa mà, tìm trong tập hợp, tức là nó tìm coi thằng tí nó có trong đó không, trong cái danh sách đó không. Nếu nó có nó trả về chu, không có nó trả về con, vậy thôi. Ok không, nó tìm thì sướng không, đúng không? Chứ mà quý vị ví dụ như quý vị làm array, quý vị tìm đó là quý vị phải dùng dòng lọc for, quý vị chạy từ đầu chạy cuối kiếm. Còn hàng này nó tìm cái nó trả về chủ con liền, rất là hay, chịu không? Chịu ha. Rồi tiếp theo là cái thằng empty, là coi nó rỗng không á. A chấm empty trả về chu hoặc là phone là xem tập hợp có rỗng không. Rỗng là sao? Rỗng là gì nè, thí dụ array list a bằng new array list, mới tạo array list ra nó có khi móc gì trong đâu, đập là lúc đó empty là true đó. Hoặc là NNNS đã đời rồi, cuối cùng lia nó sạch bách rồi còn khỉ gì đâu, đúng không? Empty. Hoặc là add cho một đống rồi remove sạch bách luôn, cứ remove ngồi không còn gì hết, thì lúc đó nó cũng là empty luôn, chịu chưa? Là nó rỗng. Rồi ok không? Ok. Rồi chỗ này nó có cái hàm cũng hơi ghét lắm, hàm index. Hàm index này nè, nó tìm vị trí và nó trả về index tại vị trí nó tìm thấy. Ví dụ ở đây á, mình tìm nè a chấm index of của tí, nó trả về index tại vị trí tìm thấy. À rồi trả về mấy, 0 1 2, nó vả về số 2. À
tức là sao? Nó tìm trong cái mảng đó, nó trả về. Hồi nãy á, thằng content tức là nó thấy, nó trả về là nó true hay false, tức là nó có hay không. Còn thằng này là nó tìm thấy, nó trả về luôn cái index luôn. Tức là nó tìm nó tí á, nó tìm tí trong đây. Mà tí đang là gì? Hello, tèo, tí. Đâm ra tí đang là index là 2. Nó trả về số 2 luôn. Ok, chịu chưa? Thì bây giờ mình lại nói thêm một chuyện nữa. Lỡ như nó có nhiều tí trong rồi sao? Thứ hai cũng là thứ t là tí, thứ ba cũng là tí, thứ năm cũng tí, thứ 20 tí. Thì bây giờ nó sẽ trả về làm sao? Nó trả về cái thằng đầu tiên nó tìm thấy á. Ờ, nó tìm thấy, nó tìm, nó e, nó tìm đầu, nó e, thấy, chụp, trả lại liền. Ok không? Là index up. Ngoài ra, giả sử nó không tìm thấy, nó trả về gì quý vị? Đố quý vị, nó trả không tâm, để trả về gì? Nó trả về số nha, đâm ra không tìm thấy trả về gì không? Trả về không cũng được, tại vì không là có index bộ, index bao giờ không. Đâm ra không tìm thấy, không phải nó trả về không đâu, mà không tìm thấy nó trả về trừ 1. Có đẻ vậy đó. Không tìm thấy trả về trừ 1 nha. Rồi, thí dụ mình tìm, đừng tìm tí nữa. À, rồi nè. Rồi, ví dụ nha, in M1 bằng A.index_up của đó, thấy không? Nè, tìm cái thằng tầm 7 này, nó thấy không có rồi đó. Rồi, rồi. Kết ra trừ 1 đi. Thấy chưa? Trả về trừ 1 nha. Không tìm thấy trả về trừ 1, tìm thấy trả về index. Không trả về không được, tại vì index nó có từ không. Rồi, chịu chưa? Rồi, rồi sau đó mình có thể làm gì nữa? Mình thể duyệt, một cái array list. À, duyệt array list mình duyệt như thế này. Ví dụ bây giờ là tôi đang có cái array list đúng không? Đang có cái array list. Rồi, bây giờ quý vị muốn duyệt array list này nè, nó cũng duyệt bằng for thôi. For in y bằng 0, y nhỏ hơn. Bây giờ là sao? Mình không có số cố định, đâm ra mình không có để số 5 hay để số 3 chỗ này được, tại vì không biết nó nhiêu. Đúng không? Đâm ra chỗ này mình sẽ lấy cái size ra mình đo. A.size. Rồi, sau đó mình in ra. Còn cộng cộng nữa chứ, quên. Y cộng cộng. Mà nhỏ hơn size nha, nhỏ hơn size tức là dù như size là 5 thì nó nhỏ hơn 5, tức là từ 0 đến 4. Tại vì mình y đó mình chạy index. À, index là từ 0 cho đến 4. Size nó là 5, nhưng mà index mình sẽ từ 0 cho đến 4. Đâm ra chỗ này mình nhỏ hơn size nha. Rồi, mình làm gì đến đây là làm gì nữa? Mình A.get. Get thằng thứ y. Rồi là mình có được cái chỗ đó. Làm gì nữa giờ? In ra thôi. In nó ra. Cộng phân trắng cho nó đẹp. Rồi giờ thử coi. Kết. Hello tèo cu tí tin tẩn nè, thấy không? Được chưa? Hello, tèo, cu tí, tin, tẩn. Hiểu chưa? Đó. Rồi, hôm nay có vấn đề gì không? Duyệt array list. Khi mình duyệt array list, mình cho for y từ 0, y nhỏ hơn cái nói chấm 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 sai. Chở cái thước, y cộng cộng. Rồi sau đó là mình lấy nó chấm ghép. Là lấy ra được. Duyệt không? Duyệt ha. Rồi bây giờ chỗ này mình có thêm một cái for nữa. For này thì quý vị thích thì quý vị xài, không thích thì thôi, không bắt buộc. Là nó chơi theo cái trò là for. Hồi nãy là mình for là mình chạy index, còn giờ là for mình chạy đối tượng, chạy trong tập hợp. Viết kìa nè. For mở ngoặc, đối tượng mình kiểu gì? Kiểu string y chạy trong cái tập hợp A. Rồi, y chạy trong cái tập hợp A.
nha, nghe kỹ nha. Y chạy trong cái tập hợp A, vậy Y tức là từng phần tử của A luôn. Vậy lớn lần ở chỗ này nè, lúc mình xuất ra là mình không có cần phải ghét Y. Hồi nãy tại sao mình ghét là tại Y này nè, mình chạy theo index. À, còn chỗ này mình đừng thôi, chữa là mình sửa là phần tử đi, phần tử. Vậy bây giờ cái phần tử đó, cái BT đó là từng cái hello tèo tí tiên luôn rồi, không có cần phải ghét thứ mấy nữa. Ok không? Vậy viết kiểu nào cũng được nha. Vậy chỗ này in ra làm sao? Rồi chỗ này quý vị chỉ cần in ra là Y là xong. Tại sao Y nó lại là từng cái chuỗi chạy trong cái tập hợp, thì Y này lần lượt sẽ là tèo tí tin cái gì đó rồi. Ok không? Rồi gì riêng gì bt rồi. Ok rồi, chỗ này in cái số hàng cho dễ thấy. Rồi giờ chạy nè, hai thằng y xì nhau à, hello tèo cô tí tin tưởng, hello kèo cô tí tin tưởng. Hai thằng cái đoạn này và cái đoạn này đều là duyệt cái này hết đó, đều là chạy từ đầu tới cuối hết. Nhưng thằng này chạy theo index, chạy y, đâm ra chỗ này phải ghép thứ y, y là cái index. Còn thằng này á là chạy theo kiểu là đối tượng chạy trong tập hợp, đối tượng phần tử chạy trong cái tập hợp A. Vậy bây giờ phần tử này là chính là từng cái của A, chính là từng cái, tức là từng cái tin tí tèo gì đó vân vân. À, hiểu này không? Cái này nó gọi là for S. À, ok chưa? Được không? Rồi, ngắt ra xíu. Bài nó nhẹ đi chút ha, sao cái bài kia. Hay lắm nha, cái này rất là hay nha, cái này rất là hay.